phụ huynh và các con học sinh. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Tính, giáo viên trường mầm non Ngọc Vân. Hôm nay cô Tính sẽ hướng dẫn các bạn hoạt động vệ sinh rửa mặt. Đầu tiên là khâu chuẩn bị. Thứ nhất, cô chuẩn bị ở đây là bình đựng nước sạch. Thứ hai là xô đựng nước. Thứ ba là giá để treo khăn để rửa mặt. Thứ tư là giá dùng để treo khăn lau. Đây là các giá khăn mà hàng ngày ở trường các bạn vẫn dùng để thực hiện hoạt động vệ sinh đấy. Giá khăn rửa mặt của các bạn, khăn rửa mặt của các con thì có màu hồng, còn khăn dùng để rửa mặt của cô thì có màu vàng. Khăn dùng để lau tay của các bạn thì có màu vàng, còn khăn dùng để lau tay của cô thì có màu xanh. Để thực hiện được hoạt động vệ sinh này, việc đầu tiên mà cô phải làm đó là cô sẽ vén ống tay áo của mình lên thật cao, để ống tay áo của cô dài để tránh nước vương vào, bắn vào và cho ướt áo. Sau đó cô sẽ tiến hành lấy chiếc khăn rửa mặt của mình xuống, cô túm đầu khăn trên, tay trái cô cầm vào khoảng giữa của khăn để dưới quả nước sạch, tay phải cô sẽ tiến hành mở khóa nước cho nước chảy vừa đủ. Sau đó cô sẽ tiến hành giặt trần đầu khăn bùn. Sau khi khăn được làm sạch rồi, cô sẽ sử dụng tay phải tắt khóa nước. Chúng mình sẽ gấp đôi khăn lại, tay phải các bạn sẽ cầm đầu khăn trên, tay trái cầm đầu khăn dưới, chúng mình vắt kiệt nước vào khăn. Sau khi khăn được vắt kiệt nước thì các bạn sẽ rũ khăn ra thật nhẹ nhàng, rồi trải khăn trên hai lòng bàn tay. Đầu tiên các bạn sẽ rửa phần mắt trước, tay phải các bạn sẽ lau mắt phải, lau từ khóe mắt ra đuôi mắt. Tay trái các bạn sẽ lau phần mắt trái, cũng lau từ khóe mắt ra đuôi mắt. Sau đó các bạn sẽ dịch tay trái vào khoảng giữa của khăn, chúng mình lau phần mũi và miệng. Sau đó các bạn sẽ gập đôi khăn lại, xoay khăn dọc theo người của mình. Tay phải các bạn sẽ lau trán má phải và sườn tai bên phải. Tay trái các bạn sẽ lau trán má trái và sườn tai bên trái. Sau đó các bạn sẽ gập tư khăn lại, xoay khăn, chúng mình lau phần tiếp theo đó là phần cằm và cổ. Sau đó chúng mình sẽ lật phía sau khăn lên và chúng mình sẽ dùng tay trái, chúng mình sẽ lùa phía sau cổ hay còn gọi là phía sau gáy để chúng mình lau phần phía sau của cổ. Sau khi lau xong thì các bạn sẽ rũ khăn ra, chúng mình túm đầu khăn trên, tay trái các bạn cầm một khoảng giữa của khăn để dưới vòi nước sạch, tay phải các bạn sẽ mở khóa nước sao cho lượng nước chảy vừa đủ, tránh làm lãng phí nước. Sau đó chúng mình sẽ tiến hành giặt từng đầu khăn bùn. Khi khăn được làm sạch rồi, các bạn sẽ dùng tay phải tắt khóa nước. Chúng mình sẽ gấp đôi khăn lại, tay phải cầm đầu khăn trên, tay trái cầm đầu khăn dưới, các bạn sẽ vắt kiệt nước. Sau đó chúng mình sẽ rũ khăn tơi ra, rồi treo lên giá như lúc ban đầu. Sau khi thực hiện xong thì tay của chúng mình rất là ướt, các bạn sẽ sử dụng khăn lau, chúng mình lau tay cho thật khô. Cô đã thực hiện xong hoạt động vệ sinh rửa mặt rồi đấy. Mong rằng các con ở nhà chúng mình sẽ biết cách tự chăm sóc bản thân mình, tự vệ sinh, phục vụ bản thân mình và giữ gìn vệ sinh cho cơ thể của chúng mình luôn luôn khỏe mạnh, tránh được mọi dịch bệnh. Và mong rằng các bậc phụ huynh chúng ta sẽ luôn phối kết hợp cùng cô giáo chủ nhiệm để chăm sóc, giáo dục con em mình ở nhà một cách tốt nhất. Cảm ơn các bậc phụ huynh và các con đã lắng nghe và đón xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.